tuyết ở ngoài sân sau, tuyết rồi đương đổ tuyết. Để dành cho mấy cái hầm thử coi cái nhiệt độ xuống rồi cho nó sẽ có bị như thế nào. Ôi già lạnh quá. Đây là hôm nay thứ năm sinh hoạt ở nhà, không có đi họp của với nhóm sinh hoạt người Việt, tại vì trời lạnh quá cho nghỉ luôn. Quay cảnh tuyết để nhường xã cho quý xe với quý bà con coi tuyết ở Portland thứ năm 12 tháng 12 8 tây. Để mấy cái chèo mấy cái hầm để quay cảnh tuyết cũng đẹp lắm.